vẫn chưa đá. Giang Thanh, cú đá của Giang Thanh đây rồi. Đó là một cú đá rất đầy của cầu thủ áo số 8 Giang Thanh. Một tình huống đá trận rất kín của cầu thủ áo số 8. Một pha bóng mà tưởng như các đội tưởng như sẽ được chuyển về cột này, nhưng Giang Thanh đã xoay người và dứt điểm thẳng khiến cho thủ thành Việt Putin cũng đã bị bất ngờ. Ở những phút đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ áo cam là những người có được sự chủ động, họ tạo ra được những pha bóng về phía ông thành của Việt Putin. Và một tình huống đá trận đầy bất ngờ của Giang Thanh mà thôi, và họ còn chưa kịp cả in số. Cú đá tuyệt vời, đó là một cú đá tạo ra một bàn áp phê rất đầy. Cú đá rất mạnh vào trong và đồng đội của anh chỉ cần đưa cái chân đà, nó đã tạo ra một tình huống áp phê và bàn thắng đã đến. Một tình huống căng ngang quá lợi hại của Giang Thanh, và Hoàng Nguyễn là người đã tạo ra một điểm cắt quá bất ngờ với hai bàn thắng mà các thủ áo cam có được. Các thủ áo cam đang khởi đầu một cách đầy mạnh mẽ, họ đang Hữu Sĩ thức bày lẽ cơ không vào. Một đường chuyền vượt tuyến, một đường chuyền đến cột này rất đầy và chính xác dành cho thức bày lẽ. CV39 đường chuyền hay goi không vào. Một đường chọc khe rất đầy của CV39 dành cho đồng đội của mình. Giang Thành khi mà anh là người có bàn thắng mở tỷ số, pha lên bóng nhanh dành cho các thủ Văn Dũng đây rồi. Sai lầm của cao thủ áo cam ngay lập tức đã phải trả giá. Một tình huống đặt bóng rất nhanh và thả bóng kịp thời của Thanh Ngô dành cho Văn Dũng. Và cầu thủ mang giày xanh giữa trời đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho các cầu thủ cầm bóng Minh Tâm và những người bạn. Như vậy là tỷ số đã rút ngắn thời gian mà các thủ Minh Tâm và những người bạn đã bắt đầu bắt nhịp cuộc chơi. Họ liên tục tạo ra những tình huống dứt điểm đầy chất lượng về phía ông thành của Hoàng Sa Vi. Cơ hội để nâng cao chênh, cơ hội qua người không vào. Một tình huống qua người rất đầy của Trọng Khánh, một điểm chạm đủ để loại bỏ thủ thành bên phía các thủ Minh Tâm, nhưng sau đó cú đá là chưa đủ mạnh, là chưa đủ lực và vẫn kịp để cho Việt Putin quay về để ôm trọn trái bóng. Liên tiếp xuống đáy biên của phản công dành cho các thủ áo cam. Phản công, cơ hội một pha phản công chất lượng, một tình huống chuyển đổi trạng thái rất nhanh mà các cầu thủ của máy tính miền Nam tạo ra. Và bàn thắng thứ ba, cú đúp bàn thắng dành cho Giang Thanh. Cầu thủ mang áo số 8 đang chơi rất nổi bật bên phía các thủ máy tính miền Nam từ đầu trận đấu giờ. Cả ba bàn thắng mà các thủ áo cam có được đều có dấu ấn của cầu thủ mang áo số 8. Cú đúp bàn thắng và một pha kiến tạo thành bàn khi mà các cầu thủ đội bóng Minh Tâm chưa thể tận dụng những cơ hội mà họ tạo. Trọng Khánh, Hoàng Nguyễn, thêm một bàn nữa dành cho các cầu thủ máy tính miền Nam. Họ đang thi đấu thực sự dũng mãnh, liên tiếp là những tình huống mà họ đang thi đấu hứng khởi và đầy bốc lửa. Đúng là cơn lốc màu da cam đang cuốn phăng đi các cầu thủ Minh Tâm và những người bạn. Bốn bàn thắng mà các thủ máy tính Việt Nam có được cho đến thời điểm tại, nó được chia đều cho hai cầu thủ, đó là Vinh Trọng. CV39 được chuyền hay quá, không được. Như vậy là trọng tài đã cắt còi, sẽ có một tình huống penalty khi mà thủ thành Hoàng Sa Vi đã phạm lỗi với Phú Sĩ. Liên tiếp là những tình huống chọc khe rất đầy mà CV39 tạo ra cho các đồng đội của mình. Bây giờ thì các thủ đội bóng Minh Tâm sẽ có được 9 là người đứng trước cú đá đây. CV39 không có một sai lầm nào, cú đá đây, cú đá rất chính xác. Như vậy là tỷ số đã đúng ngắn xuất quan 2-4 dành cho các cầu thủ của đội bóng Minh Tâm và những người bạn, cách biệt là 2 bàn. Và cắt bóng tốt, kéo bóng đất đây, Vũ Sĩ, vẫn là Vũ Sĩ. Chưa thể quang chân nhưng đường chuyền hay quá, căng ngang không vào. Đó là một, có vẻ như là một cú đá ngay. Đó là một tình huống mà
Vâng, như vậy là có vẻ như bàn thắng đã đến. Vâng, rất bất ngờ, một cú đá mu này mà, một cú đá ngay góc rất hẹp. Có thể nói đó là một cự ly, đó là một góc sút không thực sự tốt, nhưng Thành Ngô đã có một tình huống quăng chân đầy tự tin. Đó là một cú đá mu này má và bóng đã nằm gọn trong thành. Chúng ta cứ tưởng rằng đó là một tình huống mà bóng chỉ vào cạnh lưới mà thôi. Nó khiến cho cơ hội trôi đi. CV39. Qua người hay. Một động tác qua người rất kiểu của CV39. Và sau đó là một cú quăng chân cực kỳ chính xác của uy lực, nhưng nó vẫn chưa đủ khó được đánh bại được Hoàng Sa Vi. Chọc khe, coi! Một điểm chạm rất tinh tế, một điểm chạm đủ để có thể đánh bại được thủ thành Việt Putin. Người đã ghi bàn đó chính là Trần Mạnh. Trước đó thì Trần Mạnh có những tình huống xử lý bóng chưa thực sự hiệu quả khi anh luôn bị khựng lại một nhịp. Nhưng ở pha bóng này đã là một tình huống ra chân rất quyết đoán của Trần Mạnh. Tỷ số bây giờ được nâng lên thành 5-3 dành cho các cầu thủ của máy tính miền Nam. Ít phút vừa qua ra là khoảng thời gian mà các thủ áo trắng. Cơ hội! Tỷ số được đưa ra chung cuộc 4-5 dành cho các thủ Minh Tâm và những người bạn. Một cú đá mang tính giải tỏa của Thanh Ngô. Một cú đá cự ly rất gần nhưng cầu thủ mang áo không số đã có một tình huống ra chân hết cỡ. Và tỷ số được đưa ra chung cuộc 4-5. 4 bàn thắng, như vậy đây là cú đúp bàn thắng của Thanh Ngô. Thanh Ngô đã có được cú đúp bàn thắng còn lại được ghi bởi CV39 ở một pha bóng tuyệt ai không được. Trọng Khánh. Cơ hội đây rồi, cơ hội để cho Hữu Giang ghi bàn. Hữu Giang qua người về bóng. Qua người. Rất khéo léo và tình huống về bóng bằng gầm giày rất khéo léo để vượt qua được Việt Putin. Và khi khung thành đã bỏ trống rồi thì thêm bàn thắng nữa dành cho các thủ máy tính miền Nam, và Hữu Giang là người đã có tình huống xử lý thành công. Một pha phản công chất lượng mà các thủ máy tính miền Nam có được, nó đến thêm một kết thúc bằng một tình huống xử lý bóng cực kỳ khéo léo đến từ Hữu Giang. Bước vào hiệp đấu thứ hai, chúng ta thấy được sự chủ động đến từ các thủ Minh Tâm và những người bạn. Họ đẩy cao đây, tuyệt vời! Cú đá tuyệt vời, đó là một tình huống ra chân tuyệt vời của CV39. Cú đá ngay gần vạch giữa sân. Và nó đã khiến cho Việt Sa Vi phải vào lưới nhặt bóng. Quá đẹp mắt, vâng, hai bàn thắng đến một cách liên tiếp dành cho cả hai đội bóng. Và bây giờ, tỷ số vẫn đang có lợi dành cho các cầu thủ đội bóng Hoa Cam, nhưng cách biệt vẫn chỉ là một bàn thôi, tỷ số 6-5. Ngay khi Hữu Giang vừa ghi bàn thắng để giúp cho đội bóng mình có được nới rộng cách biệt. Cơ hội! Khi bàn thắng của Hữu Giang đến thì mọi thứ đang đến một cách hết sức trong vánh. Đó là cú đúp của cầu thủ mang áo số 3. 3 bàn thắng đã đến chỉ trong chưa đầy 3 phút dành cho hai đội bóng, quá nhanh. Đã có 3 cầu thủ của máy tính miền Nam có được cú đúp bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay, đó chính là Giang Thanh. Rất trống trải Nam Kobe. CV39, KV39, đó là pha phập rất đầy mà các cầu thủ đội bóng Minh Tâm và những người bạn có được. Như vậy là đã có hat trick đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay dành cho CV39 và tỷ số được rút ngắn xuống còn 6-7. Tỷ số đã rút ngắn xuống còn 6-7 dành cho các thủ máy tính miền Nam. Cách biệt lại chỉ còn một bàn mà thôi. Sơn Lâm. Hiệp 2 cũng đang khởi đi một cách đầy hứng khởi dành cho cả hai đội bóng. Có thêm một thằng nữa đây, nhưng mà thằng đang đến một cách liên tiếp. Vâng, một khoảng thời gian mãn nhãn đối với các cầu viên khi mà hai đội bóng đang thay nhau ghi bàn.
Thêm một bàn thắng nữa dành cho ca thủ máy tính Việt Nam, và đó là bàn thắng thứ 8 mà họ có được. 8-6. Mới chỉ có chưa đây Vinh Trọng. Mất bóng nguy hiểm, phản công. Hoàng Nguyễn trong trận đấu ngày hôm nay đã không ít lần cao thủ Hà Cam phản công thành công. Vẫn còn thêm một thắng nữa rồi. Đã có thêm một thắng nữa dành cho cao thủ Hà Cam. Trọng Khánh là người ghi bàn. Và trước đó là một tình huống mà Văn Quang đã có tình huống dứt điểm đầy uy lực, mặc dù Việt Putin đã thành công ở cú đẩy bóng đầu tiên. Chúng tôi đã nói về việc các cầu thủ áo cam đã có không ít lần thành công với những pha phạt đòn của mình, và thêm một bàn thắng đến từ những tình huống phản công của họ. Bốn cầu thủ của đội bóng máy tính Việt Nam là những người nhấc chân. Tuyển hai năm cũng đi với bóng tuyệt vời. Cú chip là rất đẹp mắt của Nam Cumi. Một cú đá vã ngoài chân trái cực kỳ xuất sắc của Nam Cumi. Khi vào bóng được trả ngược, khi mà Nam Cumi đang âm thầm băng lên, thì chúng ta đã nhìn thấy một bàn thắng khi mà cầu thủ đi chiếc giày hồng đã ra chân. Một cú đá quá đẹp mắt. Một tình huống mà chúng ta sẽ còn phải chiêm ngưỡng nhìn lại nhiều lần. Cú đá vừa rồi của Nam Cumi. CV39, Nam Cumi, đây. Ở cú đá thứ 3, những góc đá tương tự của mình thì Nam Cumi đã thành công. Một cú đá về góc xa và tỷ số đường ngang xuất bản 8-9 dành cho các cầu thủ của đội bóng Minh Tâm và những người bạn. Cú đúp bàn thắng của Nam Cumi. Đó đều là những bàn thắng đẹp của Nam Cumi. Trước đó là một tình huống Chivela rất đẹp ở hành lang cánh phải. Và vừa rồi là một tình huống mà không kịp. Vâng, như vậy là tiếng gọi của trọng tài cũng đã vang lên để kết thúc trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng máy tính miền Nam và các cầu thủ của Minh Tâm và những người bạn. Tỷ số chung cuộc là 9-8 dành cho các cầu thủ của đội bóng máy tính miền Nam.